Chấm tròn ơi, đi đâu thế? Tác giả Suzuki Mio. Gió thổi làm bé chấm tròn rơi ra khỏi cánh của mẹ cánh cam. Bé chấm tròn lăn lông lốc qua những chiếc lá. Bé chấm tròn lạc mất mẹ rồi. Bé chấm tròn liền lăn đi tìm mẹ. Bé chấm tròn lăn lông lốc, lăn lông lốc. Bé chấm tròn gặp ba chấm đen nhỏ hơn. Cùng nhau, chúng sẽ tạo thành gì nhỉ? Tạo thành một dấu chân của bác sư tử này. Bé chấm tròn tiếp tục lăn lông lốc và bị va vào một sùm sơn đỏ. Chấm tròn biến thành màu đỏ rồi. Mẹ sẽ không nhận ra mình mất. Bé gặp một hình chữ nhật và hai hình tròn. Cùng nhau chúng sẽ tạo thành gì nhỉ? Tạo thành chiếc đèn giao thông này. Bé chấm tròn lăn lông lốc và một chiếc giỏ màu nâu. Cùng nhau chúng sẽ tạo thành gì nhỉ? Tạo thành một chiếc khinh khí cầu này. Bé chấm tròn lăn lông lốc, rồi gặp hai hình tam giác. Cùng nhau chúng sẽ tạo thành gì nhỉ? Tạo thành một chiếc kẹo này. Bé chấm tròn lăn lông lốc, rồi gặp rất nhiều chấm tròn màu đỏ nhỏ. Cùng nhau chúng sẽ tạo thành gì nhỉ? Tạo thành một quả vải này. Bé chấm tròn lăn lông lốc vào một cái hố. À, trở lại màu đen rồi này. Tiếp tục đi tìm mẹ cánh cam thôi. Bé gặp rất nhiều chấm tròn khác và một chú chó. Cùng nhau chúng sẽ tạo thành gì nhỉ? Tạo thành một chú chó đốm này. Bé gặp một bé sen. Bé sen không có nhà sao? Bé sen có nhà rồi này. Gió thổi làm chấm tròn rơi khỏi chiếc lá. Ơ, kia có phải mẹ cánh cam không nhỉ? Bé chấm tròn tìm thấy mẹ rồi này.